Thực sự là tôi rất tò mò, chị Vân, chị Vân gái ba con ở chung, quả thật là khác hẳn. Chị Vân xin mời chị đứng lại. Không phải đâu, không phải. Thế này này, để tôi xin biểu diễn lại, tức là tôi cả anh Quỳnh đứng trên sân khấu, lúc mà chị làm như thế này một cái, chân hơi đang ra.